Trước đó, ngày 1 tháng 10, trên nhóm Facebook có tên Đội Phòng chống bạo loạn, gồm các đối tượng thanh niên ở tỉnh Tuyên Quang đã rủ nhau đi đến huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để đánh nhau với các nhóm thanh niên khác. Đối tượng Hùng cầm đầu nhóm trên 30 thanh niên, đem theo nhiều hung khí tự chế như dao, kiếm, gậy sắt đã xô sát với một nhóm thanh niên tại khu công nghiệp Bá Thiện 2. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.